Câu nét chấn thương, Liverpool đại khủng hoảng. Trung vệ thi đấu ổn định nhất của Liverpool trong mùa này, Ibrahima câu nét là, cái tên tiếp theo phải nhập viện và phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng. Thất bại trước Brighton ở phá cấp không chỉ khiến Liverpool mất cơ hội bảo vệ chức vô địch, mà còn khiến họ tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Dù thi đấu trọn vẹn cả trận nhưng câu nét đã dính chấn thương gân khoeo. Theo một vài chẩn đoán, trung vệ người Pháp có khả năng phải nghỉ thi đấu 4 tuần, qua đó bỏ lỡ rất nhiều trận đấu quan trọng trong giai đoạn nhạy cảm này của Liverpool đây là một tổn thất quá lớn với huấn luyện viên Jurgen Klopp, trong bối cảnh ông không có nhiều lựa chọn tốt ở vị trí trung vệ. Câu nét nhiều khả năng sẽ vắng mặt ở trận gặp Hover, Everton, Newcastle và đặc biệt là trận lượt đi vòng 1 trên 8 Champions League gặp Real Madrid tại Anfield. Đây là lần thứ hai trong mùa giải câu nét phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trước đó, anh gặp vấn đề trong giai đoạn tiền mùa giải, và chỉ có trận đấu đầu tiên ở tận ngày 9 tháng 10 năm ngoái. Những trận thua trước Brighton luôn mang lại những điều tồi tệ. Ở lần gặp nhau trước đó tại Premier League khi Liverpool cũng thua Brighton 1-3 vào ngày 2 tháng 1, Van Dijk đã dính chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại. Với diễn biến mới của cầu nét, nhiều khả năng Klopp sẽ phải dùng tới Nat Philip, cầu thủ bị đánh giá kém chuyên môn nhất trong hàng phòng ngự Jores.